Mình đã có một thời gian dài trải nghiệm tàn nhẫn này. Là việc đầu tiên mình liên tục nhai đi nhai lại những điều xấu hổ. Bị không nghe chuyện à? Ủa sao đây Bi? Sao đây? Ừ? Sao? Mẹ đâu? Mình đã có một thời gian dài trải nghiệm tàn nhẫn này. Là việc đầu tiên mình liên tục nhai đi nhai lại những điều xấu hổ mình đã phạm phải trong quá khứ. Tất cả đều là những sai lầm mình không bao giờ muốn kể ra cho người ngoài. Không ngừng dằn vặt bản thân và làm bầm dập sức khỏe tinh thần của chính mình. Bị không nghe chuyện à? Ủa sao đây Bi? Sao đây? Ừ? Sao? Mẹ đâu? Sao mày? Sao cùng nhau ra đây làm gì? Sao? Ừ? Mà... Sao? Mẹ đâu? Mày ra đây đâu? Ừ? Mày bắt tập 7 đi ba nhá. Ừ. Mẹ là anh đâu? Ừ? Mẹ anh đâu? Bà mới qua Bí đây này. Qua đấy nhé. Bí này. Không, anh về rồi à? Ừ. Bí chạy đã treo lên xe. Bí chạy ra đó nhanh thế. Đấy. Anh mua bánh với Bibi. À, bánh gì à? Ừ. À, đi xem bài. Hả? À. À. Ừ. Đấy, thích quá. Đây. À. Bánh đấy. À. À. Đây, ba con một quả như là trong em làm được chính việc ấy. Ờ. Đi ngồi đây một tay ba. Đi ngồi đấy, đi ngồi đây ba nhìn cái biển nhá. Ngồi đấy. Hả? Nào. Vào đây, vào đây. Vào đây đây mày, chưa ăn được. Nào, đây, đây, đây. Đi qua đây nhá, để ba lấy tí nhá. Ba lấy tí, để ba lấy tí.
Bi vào đây làm gì ấy? Mang gì đây? Đó, mang bánh vào cho chị à? Bi mang bánh vào cho chị à? Cảm ơn nhé. Mang bánh vào thì bóc bánh ra ăn nhỉ? Thiếu cái bánh, đi ra đây. Thôi. Đó. Cắt bánh đấy nhá. Đây, cắt bánh đi đây. Ngồi xuống đi, ngồi xuống mà bánh. Bánh ngon lắm, bán rồi. Đấy, anh nhá, nhìn thấy chưa? Bánh này rất là ngon đấy, đấy. Nha. Nếp. Cắt cái bánh nhá. Các bạn cắt cái bánh nữa nhá. Mà cắt nhá, mọi người đấy. Mọi người rất là dễ. Bi có thích ăn không đó? Ba thấy bánh ngon là ba mua về cho Bi. Bi tính đó. Bên này ba biết rồi nhá. Ăn siêu ngon nhá. Bánh ngon không? Bánh bao muốn ngon không? Ngon nhỉ? Đi ngồi đấy nhá, đi ngồi chơi nhá. Đi ngồi nhá. Thì bà đi ấy nhá. Lấy cái khăn lau đi với mẹ đi ấy. Đi đứng ngồi đây chơi đi. Ngồi đấy. Ngồi đấy nhá. Cái này nắp thôi. Đó.
Yeah.